Chào anh chị em và các bạn nhé. Hôm nay mình quay cho các bạn xem cách phân biệt vịt côn trống mái như thế nào nhé. Hôm nay mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Trong quá trình quay mình sẽ nói luôn cái cách để phân biệt trống mái giữa vịt ngan giống nhá. Mời các bạn theo mình. Đây là mình đang đi làm đây ạ. Con này bị vênh đầu các bạn. Con này. Đấy. Đấy, con này bị vênh đầu, khuyết tật vênh đầu chứ. Đây là cái vịt lộn giữa vịt trống và vịt mái này. Đấy. Đây là cái vịt trống mình vừa chia ra này. Đây là vịt mái mình vừa chia ra này. Đang trong quá trình làm thì mình chợt nhớ là mình quay cho các bạn xem. Đây. Đây người này cũng đang, đây là vợ mình cũng đang chia trống mái đấy các bạn. Đây con này cũng bị vênh đầu đây. Vịt rất nhiều loại khuyết tật các bạn nhá. Vênh đầu này, 3 chân, 4 chân này. Đây. Mình lấy hai con vênh đầu cho các bạn xem nhé. Đây, đó, vênh đầu suốt ngày cứ quay vậy. Nó vẫn sống, vẫn ăn bình thường các bạn nhé. Nhưng mà nó bị vênh đầu kìa. Đây là có thể là trong trứng ấy, trong trứng nó đã bị khuyết tật rồi. Hoặc là ra ngoài nó bình thường, nhưng mà khi mà người ta tiêm ấy, người ta tiêm là tiêm vào đầu này, tiêm vào chỗ sau đầu một tí, chỗ gáy cổ ấy, thì không may như chạm vào cái dây thần kinh ấy thì nó sẽ bị vênh đầu luôn như thế này các bạn nhé. Nếu bị nặng thì sẽ chết nhé, bị nhẹ thì vênh đầu như thế này. Đây còn một loại khuyết tật nữa các bạn, một loại khuyết tật vịt, khuyết tật nữa là vịt đột biến là bốn chân. Đây là vịt bốn chân các bạn nha. Đi làm rất hay gặp luôn. Thì hai chân sau này không dùng được nhá, nó bị thừa mà. Đấy. Nó vẫn sống, vẫn sinh hoạt bình thường nhưng nó thừa chân đấy. Ba chân, bốn chân rất nhiều. Lâu lâu sẽ gặp. Này mà cho các cần thủ đi câu cá lóc, cá chuối thì thôi rồi luôn. Anh cứ thẳng lặng suốt ngày như này hiệu quả hơn gấp mấy lần. Đây là con bốn chân, còn có con ba chân nào không? Đấy, mình sẽ quay lại vấn đề chính là vấn đề phân biệt vịt giống đực giống cái các bạn nhé. Thì đây các bạn sẽ bắt con vịt lên như thế này, bắt con vịt lên cầm như thế này, để xong sờ vào cái mình bóp cái đít của nó đấy, đây này. Mình bóp cái đít của nó, ở trong cái đít của nó thì mình bóp như này này, thì nếu mà có cấn như thế là cái hạt mặn đấy, nhỏ hơn cái hạt mặn thôi, hạt mặn nó cực nhỏ đấy, ở trong cái đít của nó thì là con trống mà nó bằng lì thì mình bóp không thấy cái gì á, thì là con mái các bạn nhé. Đấy là cách phân biệt, không phải banh đít nữa đâu, không phải banh đít ra như thế này đâu, không phải banh ra như thế này để xem ở trong đó là con trống con mái đâu, mà mình chỉ cần bóp thôi. Đây mình quay chi tiết cho các bạn xem. Đấy, mình bóp ở trong cái tay của mình cảm thấy cấn hơi cấn một tí á, tí thì khi như thế là cái đầu tăm á thì là con trống, còn nó không có cấn cái gì là con mái các bạn nhé. Ở đây là hai vợ chồng nhà mình thì mới chủ nó bắt xuống đi học và học miễn phí. Đây là con ba chân đây các bạn, đây con vịt ba chân đây, chân này sắp rụng rồi, đây, mọc ngay ở cái đít của nó luôn đó, thật luôn, nữa không có gắn ghét gì đâu các bạn nhé, nó vẫn đi lại bình thường này. Đây. Đấy, nó vẫn đi lại sinh hoạt ăn uống bình thường các bạn nhá. Còn con bốn chân kia mình bỏ đi đâu rồi? Thì nó vẫn sinh hoạt ăn uống bình thường, có cái là nó bị gọi là dị dạng đấy. Mình quay lại cái vấn đề là phân biệt trống mái thì đây mình cứ bắt con vịt mình cầm cái cổ đó, đỡ cái tay xuống cái bụng, mình sờ cái đít nó ở trong, mình bóp cái đít nó ở trong, mình xoa này này, ở trong cái hạt có cái
cấn cấn như cái đầu tâm á, như cái đầu tâm mình chỉ đầu tâm VIP ấy, là có là đấy là con trống mình chờ không thấy cái gì là con mái các bạn nhé. Cái kinh nghiệm này là được chủ dạy, nó đào tạo miễn phí, nói cho người đào tạo miễn phí nên mà mình chia sẻ tới mọi người. Chứ thực ra cái này mà đi học mà người ta sẽ không chỉ đâu, hoặc là mình học ở trên mạng thì người ta chỉ làm cho mình xem, nhưng người ta cũng không nói chi tiết. Mà mình đọc ở trên mạng thì lại có chi tiết nhưng mà lại không có hình ảnh các bạn nhé. Mình chia sẻ cho các bạn biết cách để chọn giống, ai có nhu cầu chọn giống đực hoặc giống cái thì xem để tham khảo nhé. Đây là chi tiết lắm đấy các bạn ạ. Cái này chỗ nó bắt chỗ nó bắt cái ông gọi là cái ông thầy ở dưới đây chỉ cho bọn mình, chứ thực ra nó cũng không muốn chỉ. Nhưng mà sắp tới là công ty xây thêm xưởng rất nhiều việc nên mà nó bắt mọi người học, mà nó lại khuyến cáo là người trẻ thì học tốt hơn chứ người già thì học không được. Đây sẽ phải bóp như này các bạn này, bóp thì xoa như này này thì nó cắn sẽ là con trống, mà không có cái gì sẽ là con mái đấy. Các bạn xem rồi tham khảo nhá. Nếu thấy hay thì đúng thì cho mình một lượt đăng ký, một lượt thích và bình luận ở dưới phần video các bạn nhé. Video hôm nay mình quay vậy thôi, chào tạm biệt các bạn nhé. Nếu mà mọi người có ý kiến thắc mắc gì muốn giải đáp chi tiết hơn thì mình cứ để lại phần bình luận của mình sẽ hướng dẫn chi tiết luôn. Cái này là cái kinh nghiệm này là không có ai dạy đâu các bạn ạ. Cái này mình học mốt cũng khó luôn, chứ không phải là ấy, phải có người hướng dẫn chi tiết cho thì mình mới làm chuẩn được các bạn nhé. Cái này học phải mất thời gian rất chi là dài, còn mình học hơn một tuần rồi mà mới biết được có 70% thôi. Thì nếu mà học mà chuẩn, muốn làm chuẩn là 100% thì phải học tầm một tháng, còn nếu mà làm được thì tầm 90% thì cũng phải làm học tầm 20 ngày, 15 đến 20 ngày đấy. Các bạn xem video cho mình ủng hộ mình nhé, chia sẻ tới mọi người, ai mà cần chọn giống nhỏ, giống chọn giống mới bắt đầu ra đấy, loại mới bắt đầu nở ra đấy, một vừa nở ra đến 1-2 ngày thì cứ xem rồi liên hệ với mình nhé, mình sẽ hướng dẫn chi tiết nữa nhé. Chào tạm biệt các bạn.